Xin chào các bác anh em nhé. Hôm nay bên em tiếp tục về ít con đội gạch. Đây là con đội gạch mà anh em sử dụng trong công việc ốp lát, ốp xây dựng. Thì anh em rất là cần thiết nhé. Đối với cái gạch này, con đầy kích chân gạch này, thì một số anh em ở một số nơi thì người ta hay gọi là con đội gạch, thì nó cũng đúng. Còn miền Bắc thì hay gọi là kích chân gạch, thì nó rất là phù hợp cho anh em khi anh em cho làm trong công việc ốp lát, xây dựng. Thì con đội gạch này dùng rất là hiệu quả. Em xin báo giá luôn, thì con đội gạch này bên em cũng đang để giá là 82.000 đồng trên một cái, 82.000 đồng trên một cái con kê gạch này, giá rất là rẻ thôi, 82.000 đồng nhé. Anh em mua một sản phẩm hoặc là hai sản phẩm thì anh em thêm phí vận chuyển là 26.000, còn anh em mua 3 sản phẩm trở lên thì bọn em sẽ bao ship nhé. 3 sản phẩm trở lên thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Ba cái con kê gạch này, thì con đội gạch này thì bên em sẽ bao ship cho anh em. Đấy, thì một cái con kê gạch này thì nó có giá là 82.000 đồng trên một con đội gạch, và anh em mua 3 sản phẩm thì bên em sẽ bao ship cho anh em nhé. Đấy, thì anh em có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại của em ở trên màn hình là 0975 842 993 và 0326 54830. Cái con kích chân gạch này thì nó kích cái chiều cao khoảng tầm 10 cm, nó kích cái chiều cao khoảng 10 cm từ dưới mặt mặt đất này lên này, kích khoảng 10 cm. Đấy, anh em khi anh em nhả nhả ra này, đấy, đây là kích lên này, anh em bấm bấm nó lên thì nó sẽ đi lên. Đấy, bấm nó lên, khi anh em muốn thả ra thì anh em chỉ cần bấm cái lẫy này xuống là mình đẩy đẩy chân xuống, đúng không ạ? Đấy, anh em nhìn này, em đẩy nó lên nhé. Đấy, ví dụ anh em kích chân như này. Đấy, kích kịch rồi nhé. Kịch thì chiều cao này nó khoảng tầm 10 cm này. Cái chiều cao này 10 cm thì anh em nhả nó ra, thì anh em chỉ cần tì cái xuống cái lẫy này xuống thôi. Đấy, tì lấy và tì tì lẫy và đẩy nó xuống thì nó sẽ đi xuống. Đấy, anh em kích nó lên, nó lại lên bình thường. Đấy, giá thì là bên em đang định giảm giá còn 82.000 đồng trên một chiếc. 82.000 đồng thì anh em mua 3 chiếc thì bên em sẽ bao ship cho anh em nhé. Anh em có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ với số điện thoại của em ở trên màn hình là 0975 842 993 và 0326 54830, hoặc là anh em để lại số điện thoại dưới video này, bên em sẽ có nhân viên tư vấn gọi lại điện lại để tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Cái kích chân gạch này nó bằng thép, bằng sắt, bằng thép thì nó rất là chất lượng. Ví dụ là cái đế này thì nó bằng sắt này, các con ốc này, các con ốc này dơ thì anh em có thể lấy cái cờ lê hoặc lục lăng này, anh em cờ lê hoặc là mỏ lết anh em xoáy vào nhé. Thép này, cái kích chân gạch rất là khỏe luôn, nó có thể kích được khoảng tầm 40 đến 50 kg. Ví dụ là hai cái kích hai chiều này mà anh em để cái miếng gạch như này lên, anh em dẫm vào nó không mà bị lún luôn. Đấy, kích nó rất khỏe luôn. Đấy, giá thì nó rất là rẻ, có 82.000 đồng một chiếc thôi. Anh em mua sản phẩm thì liên hệ với số điện thoại của em ở trên màn hình là 0975 842 993 và 0326 54830, hoặc là để lại số điện thoại dưới video này thì bên em sẽ gọi điện tư vấn cụ thể cho anh em nhé. 82.000 đồng trên một chiếc con kê gạch, con đội gạch. Đấy, rất là rẻ. Đấy, anh em mua sản phẩm thì nhanh tay đặt hàng. Thì thực ra là trong vấn đề anh em ốp lát xây dựng thì cái kích chân gạch này, cái con đội gạch này nó giúp anh ích trong công việc của anh em rất nhiều. Đấy, thì anh em xây dựng thì anh em biết đúng không ạ? Kích chân gạch thì mình muốn làm sao để cái hàng gạch nó cân bằng thì anh em phải dùng kích chân hoặc là dùng thước đo. Đấy. Vâng, xin cảm ơn các bác anh em đã xem hết video nhé. Xin hẹn các bác anh em trong những video tiếp theo nhé.